khiển liêu phong, thầy Châu đã cho ra đời. Khắp nước Việt Nam, nơi nơi cũng đều biết điều khiển liêu phong, thích ứng với muôn người, biến ta nên người, chưa chỉ chính bản thân ta. Hãy reo vui mừng, đón chào tin chấn người ơi. Các nơi mà để ra lên người phụ
Tôi nhắc lại, nhiễm chẩn tức là chẩn đoán bệnh căn cứ vào những biểu hiện bất thường ở trên vùng mặt hoặc là da ở trong cơ thể. Còn điều khiển biện pháp là cái môn chữa bệnh, cũng mang tính chất điều khiển. Biện pháp tức là phương pháp trị bệnh, điều khiển là mang tính điều khiển bấm nút. Ví dụ mình có cái remote mà điều khiển TV, mình bấm nút là số 9, là số 7, là VT3, VT1, bấm cho lúc nào thì nó nhảy lên cái đài đó. Thì mình tưởng tượng, tôi tưởng tượng là cái mặt nó giống như cái bảng điều khiển. Cái quyền là những nút, như người ta đau bụng á, phát hiện là cái trang 7 này là có liên quan đến đường ruột. Khi mà mình đau bụng thì cái chỗ này nó báo đau lắm. Do đó chúng ta lấy bây giờ tìm thấy chúng ta, chúng ta ấn lúc 39 đến hoặc 10 đến thì ở dưới này giảm đau. Thì cái này á, hành động là như là bấm nút, như bấm nút và cho ra một cái kết quả là khỏi bệnh hoặc là bất bệnh. Thì cái tôi lặp lại, tức là phương pháp viện chẩn từ phương pháp là phương pháp trị bệnh mang tính cách vật lý, tức là không do, không có dùng thuốc. Đấy, thì không dùng thuốc là có tính chất khoa học, thứ nhất là cái tay, còn cái trong thì cũng có tự nhiên hơn, nhưng mà cũng là dùng thuốc. Và đây chỉ chữa bệnh qua tác nhân vật lý thôi, và nó giúp cho cơ thể tự điều chỉnh lấy. Cho nên ví dụ trong vấn đề mà hạ huyết áp thì nó giúp cơ thể tự điều chỉnh lấy, do đó nó có thể từ huyết áp hạ từ 200 mà xuống 14 rồi 140 mà người bệnh không mệt. Giống như thuốc, thuốc thì nếu mà xuống nhanh quá, nhiều quá thì người bệnh sẽ mệt, còn đây nó xuống tự nhiên cho nên người bệnh sẽ không mệt. Rồi có thể chữa những cái như mà mũ có nhiễm trùng đó, ví dụ mũ lô tai, viêm xoang hay là u nhọt có mũ đó, có thể chữa bằng những cái huyệt đạo trên mặt hoặc là những cái tác động vật lý như lăn cào gõ hoặc là những cái phù chân, xương chân cũng có thể dùng lăn hoặc là ấn huyệt nó khỏi, thì nó khỏi cái tự nhiên lên, vì nó tăng sức đề kháng cơ thể, nó tăng cường khả năng hoạt động của bạch cầu, chứ không phải là uống thuốc. Nhiều người ngạc nhiên vì tại sao mà không có thuốc mà lại làm cho hết mủ hay là hết nhiễm trùng hay là sẹp, không có bị sưng phù mủ. Thì qua quá trình 25 năm, tức là 1/4 thế kỷ, thì cái những điều này đã được học sinh của chúng tôi đó ở trong nước, là gần khắp cả nước thì đều có người áp dụng pháp này, kể cả những tỉnh xa như Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng. Là gần đây thì nói chung là ở miền Bắc cũng hơn, tức là được mười mấy tỉnh áp dụng cái này, rồi miền Trung cũng có, rồi miền Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh là đông nhất là tới miền Nam, tức là miền Tây Nam Bộ, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ đều có rải rác có người làm. Thì tất nhiên mật độ có nơi nhiều người làm, có nơi ít người làm, nhưng mà nói chung như hầu như tỉnh thành nào cũng có người làm. Và ở ngoại quốc thì có thể là trên 20 nước là có người áp dụng pháp này. Tất nhiên là ở châu Âu hiện nay là đông nhất, rồi ở Mỹ, rồi ở Úc, ở Canada. Thì châu Âu là mỗi năm thường xuyên chúng tôi đi từ 2 đến 3 tháng để đi giảng bài, thì đó năm nào cũng đi. Bây giờ hiện nay là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ, Hà Lan. Nói chung là châu Âu thì rất nhiều nước biết cái này. Rồi do nhiều nơi làm, nhiều người làm như vậy, và chúng tôi có những cái đúc kết, những kinh nghiệm lâm sàng rất là quý, và do đó qua đó khẳng định được những cái thuyết mình đề ra là chính xác, tức là phải thông qua thực tiễn chứ không phải là còn trong phạm vi mà lý thuyết nữa. Như người xưa mới ra lập phương pháp này vài năm thì chúng ta có thể là không có tin là có thể làm được những điều đó. Nhưng bây giờ dẫu sao là qua 1/4 thế kỷ thì, và rất nhiều người làm, không phải một mình chúng tôi làm. Do đó chúng tôi không có thể khẳng định được là có nhiều bệnh chúng tôi chữa được tốt. Nhưng mà tất nhiên là cũng không có gì là tuyệt đối cả, tức là có những bệnh chúng tôi cũng không chữa được tốt, như Parkinson hay là những ung thư, những cái đó bệnh khó thì chữa có thể giảm bớt. Bây giờ nhiều người muốn biết rằng cái phương pháp này do đâu mà ra. Tôi xin nói rằng phương pháp này là do tôi phát minh ra, tức là tôi tìm ra từ đầu những năm 80. Mà chính xác là như ngày tìm ra cái huyệt mà đạo đầu tiên là huyệt số 1 đó, là vào buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 1980.
tại trường cai ma túy Bình Triệu, hồi đó thường gọi là trường Fatima, tức là vì nó ở gần nhà thờ Fatima ở Bình Triệu, Thủ Đức. Ở đó có một cái trường mà chữa bệnh cho những người nghiện do Sở Thương binh và Sở Y tế phối hợp lại. Và tôi được làm đó từ năm 1977. Và ở đó thì hồi đó thì tôi biên chế thuộc Sở Y tế. Và tôi hy vọng rằng qua cái cuộc văn này, qua những cái đĩa CD này, thì những người ở xa, tức là không ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là không ở Việt Nam, cũng có thể qua những cái băng đĩa này thì cũng có thể là có một số hiểu biết nhất định về phương pháp chịu nhận, và cũng có thể làm được, nhất là những bệnh ở trong phạm vi chăm sóc sức khỏe ban đầu, phạm vi chữa bệnh thông thường và những bệnh mới phát, thì cũng có thể mua những cuộn băng, những cái đĩa này để mà xem đi xem lại, học ở nhà và có thể làm được những cái chữa những bệnh thông thường ở gia đình. Còn đối với bệnh khó hơn thì các bạn phải xem tài liệu ở đây, xem kỹ, đọc tới đọc lui, xem kỹ những tài liệu mà chúng tôi đã bán ở đây, cũng như cái dụng cụ mà ở trước mặt mà các bạn thấy. Và trước tiên chúng ta phải học cái 12 động tác sau mặt. Thường là sau mặt, các bạn thấy con mèo đứng trước mặt không? Con mèo á? Con mèo nào không? Thì quan sát con mèo người thấy nó hay sau mặt ra nó phơi nắng nó phùng lắm nha. Ra thấy nắng ra nó phơi đó. Phơi nắng rồi nó mới cào cào cái mặt vậy. Nhẹ nhàng. Cái động tác đầu tiên á là mình, các bạn dở cái cuốn cẩm nang một ra. Bạn có tất cả rồi không? Mở ra nha. Mở ra trang đầu tiên đi. Thứ nhất là xoa bàn tay cho nóng áo vào mắt, gọi là xoa tay áo mắt 3 lần. Động tác thứ hai là xoa vòng quanh mắt từ đầu mày ra cuối mày đó. Động tác thứ ba là để hai bàn tay xoa khắp hai bên mặt. Động tác thứ tư là chà bờ môi trên và cằm. Động tác thứ năm là chà dọc mũi lên xuống. Động tác thứ sáu là đặt nguyên bàn tay lên trán chà qua chà lại. Động tác thứ bảy là để ngón tay trỏ vào giữa trước và sau bàn tay hình chữ V chà sát lên xuống. Động tác thứ tám là vuốt cổ, ngửa cổ lên, mở rộng bàn tay ôm trọn vùng cổ vuốt xuống. Động tác thứ chín là chà gáy. Động tác thứ mười là cào đầu. Động tác thứ 11 là xoa nóng hai bên bàn tay rồi ép tay gõ chẩm. Động tác thứ 12 là gõ răng, đảo lưỡi. Thì mỗi động tác thì sẽ cắt nghĩa ra tác dụng của mỗi động tác và dạy cách làm. Thì thường là xoa như thế này là có người làm 5 lần, người phải làm 10 lần. Đúng lý là nguyên tắc là phải làm cho đến nóng, khi nào nóng mới ra mặt nóng thì mới đúng. Nhưng mà làm như vậy thì một chút bạn sẽ cũng là nóng ghê lắm nha. Thấy tuy nó có 12 động tác làm cho mặt không đó, mà làm một hồi rồi mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại, các bạn tin làm mặt không, không có tập thể dục gì đó mà làm mồ tháo mồ hôi rồi. Thì bây giờ hỏi các bạn gì chứ, mình xoa mặt gì có người nào xoa không được? Xoa tốt không? Xoa mặt gì tốt không? Nói như tùy đi. Chữ tùy á là quan trọng vô cùng. Học diễn chẩn mà không biết chữ tùy á là không có coi chữ trường học. Thầy hỏi câu đó là tại sao? Bình thường á, trong trí nghĩ của mỗi con người là xoa mặt là tất nhiên là tốt, không có gì xấu, không có gì hại hết. Xoa mặt, xoa mặt tức là kiểu này. Nhưng mà có thể 80% hoặc 90% là tốt, nhưng mà có 10% là không tốt, không phải tốt nhưng mà không thích hợp. Không thích hợp với ai? Không thích hợp với những người nóng, cơ thể nóng nhiệt. Còn những người lạnh á, người lạnh và người trung bình thì tốt. Các bạn phải tập quan sát và để cái lòng mình nó rất là vô tư.
thì cái động tác, mỗi động tác ở trong này nó hay chỗ này nè, là nó có ý nghĩa. Thường thường người ta khác, người này khác người kia là chỗ người kia biết, cái gọi là ý thức về hành động của mình. Khi mình cho mặt bình thường mà mình không học cái này thì mình không ý thức về cái động tác của mình. Khác nhau chứ, khác cái người có học với người không học. Con mèo là bản năng nó làm vậy chứ nó không đâu ý thức được cái chuyện của nó làm đâu, đúng không? Con chó con vậy, nó lăn lộn, nó ra lăn lộn, nó làm, nó vận động, nó đặt tiêu dùng á, nhưng mà nó cũng đâu ý thức là bản năng trời cho nó. Còn mình là các con vật là chỗ mình ý thức, tức là mình phải học rồi mình phải suy nghĩ khác chỗ đó. Như thế để hoàn rõ là chỉ tùy nha. Sau này là nếu bạn thấy nặng xoa thì dạy là 5 lần. Các bạn 5 lần, các bạn thấy chịu nóng của người tăng lên nhiều hơn 7 lần, 10 lần gì đó. Còn nếu mà nói là 10 lần, các bạn xoa mới có 5 lần nóng thì thôi đừng có xoa nữa. Chứ không phải là trong sách ghi là thầy dẫn là làm y khu. Tại vì trong các bạn mấy chục người ngồi đây đó, có ai giống ai? Tự nhiên bạn trả lời không giống, đúng không? Không giống thì tất nhiên là không giống nhau. Nhưng mà thầy tất nhiên bắt buộc thầy phải nói rằng là so bao nhiêu cái. Nhưng mà mình phải biết rằng cái này nó cũng linh động thôi chứ đừng có cứng nhắc. Đó là cái đó các bạn lưu ý rồi đó. Cũng như thầy nói ở đây, ví dụ thầy nói dạy 3 lần, sau đó mắc 3 lần thì các bạn bình thường 3 lần được. So tai mắt là sau khi mình thức dậy buổi sáng mình mới so tai mắt, đừng có bước xuống giường cũng quan trọng, đừng có bước rồi đi toilet rồi đi rửa mặt đã rồi vô so đẹp đó. Sáng sớm dậy á thì là mình cứ tức là uống một người kia hoặc là sớm mà gì xong cho nó gọn ghẻ rồi đó, bắt đầu cứ ngồi trên giường mà làm thôi. Nếu mà đặt chân đất thì phải mang dép chứ đừng có thọc chân xuống đất lạnh đó, nó rút cái diễn khí mình xuống mà có thể bị cảm đó. Mình đương nóng như này mình xuống, mình bước xuống cái mà trước khi ngủ và cái sau khi thức dậy đó rất quan trọng. Có những người đó sau khi thức dậy ngồi bật dậy một cái bị cụt xương sống, người lớn tuổi đó mà lớn con đó, là đang bị cụt xương sống, tại vì bật nhanh quá đó, bất ngờ cơ nó không theo kịp, người lớn tuổi cơ nó nhão nó không đi kịp, cho nên là dễ bị. Rồi cái động tác mình đi buổi sáng vậy, cái mở cửa sổ thì mình ngồi phòng, cái phòng mình có cái cửa sổ, ngủ mở cửa sổ ra gió lạnh vô ác xịt, biết thì bệnh có người bị liệt mạch gì ở đây đi qua bên Nhật Bản quen rồi sáng ngày mở cửa sổ tập thể dục ra cũng vậy, mở cửa sổ tập thể dục cũng như bổ lạnh hơi là lạnh liệt mạch đi, đơn giản vậy thôi. Bây giờ sáng dậy mình bước chân cũng nhiều nữa, tự nhiên mình ngủ ấm, tự nhiên nếu mà ở phòng lạnh rồi thấy giờ nó sáng dậy thì ngập lại nha, là mình vẫn ngồi trên giường thôi. Rồi mình bắt đầu xoa mặt thì việc đầu tiên là xoa tai áp mắt 3 lần. Để làm gì? Động tác để làm gì? Giải thích từ động tác. Động tác để làm gì biết không? Không ai biết phải không? Động tác này để cho mình tỉnh ngủ, mắt mình sáng. Tại vì là sáng mắt mình kèm nhèm lắm, chưa rửa mặt mà, phải không? Cho nên mắt cũng nhìn không rõ. Thế thì cái động tác này là để cho làm mình tỉnh ngủ và sáng mắt. Sáng mắt mới thấy đường. Để thầy so nha, so rồi các bạn so theo nha, so tay ánh mắt nha. Đó là như là so cho đến khi nóng lên ha, khi ấm rồi nóng rồi đó, rồi ấm mắt vậy nè, ấm mắt cái này, ấm lên coi, ấm cái này. Các bạn sẽ có người là so mới có mấy lần rồi đã nóng, có người so quá trời không thấy nóng gì đúng không? Đúng rồi, những người nào muốn biết mình đó tàn hàng tàn nhiệt thì cứ so biết liền. So mà lâu nóng là tàn hàng, so mau nóng là tàn nhiệt. Cái người nhiệt dĩ nhiên thường thường nó mạnh hơn, mà nếu mà nhiệt quá thì là cũng bệnh. Nhưng mà nhiệt vừa vừa thì là khỏe. So
khi nóng tay tôi nói xoa ba lần, thật sự là có người xoa ba lần không nóng thì có quyền xoa tiếp. Xoa tiếp đến khi nóng á thì má của mắt thì nó lấy cái điện ở trong tay này, nó vô mắt mình đấy, nó làm sáng mắt. Chứ không phải thầy nói xoa tay ba lần rồi là cứ xoa ba lần, xoa đến nóng bàn tay áp quát mà áp làm ơn á, áp với cái lòng bàn tay này này. Chứ bạn chơi bạn áp lên tim của người, áp tim ngón tay làm gì, ngón tay đâu có nóng gì đâu. Mà tôi thấy mấy người cái gì làm vậy, rồi tất cả cùng làm đi, xoa làm một đồng loạt cho giống như nhà binh đấy luôn, mình dưới đi tận lên hăng hái áp lòng bàn tay vô, khi nó hết nóng thì gỡ ra và xoa tiếp nóng nữa làm ba lần như thế, trong mắt nó tỉnh ra. Con mắt còn phản chiếu bộ phận sinh dục của nữ nữa đấy, như thế mới thấy cái xoa mặt thì diện chẩn là nó lý thú lắm, nó có chiều sâu. Điều này chỉ có diện chẩn biết thôi chứ mấy pháp khác không biết, tại vì họ không có đủ mình. Đối với diện chẩn, một bộ phận, một cơ quan nào đó, một vùng nào đó, nó sẽ liên quan đến nhiều nơi khác. Đó là cái đặc điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Bây giờ động tác thứ nhì nè, xoay vòng quanh mắt từ đầu mày ra phía đuôi mày bằng hai ngón tay giữa, sau đó dùng ngón tay đầu ngón tay giữa gõ huyệt trước cái mắt và sau đuôi mắt, rồi gõ huyệt giữa chân mày và giữa xương hốc mắt, mỗi nơi ba lần, ba tới năm lần, chứ không phải 30 lần đâu, bao lần nhiều quá. Mình phải cắt nghĩa trước. Động tác này dĩ nhiên là làm cho sáng mắt, bởi vì xung quanh mắt nó có những cái huyệt để làm sáng mắt. Cho nên khi mà mình soi vòng quanh mắt vậy đó thì nó sẽ làm cho sáng mắt và có gõ huyệt nữa. Nhưng mà có một điều hay nữa là gì biết không? Điều hay nữa là làm cho chân mày dài ra. Chân mày dài ra, người nào muốn chân mày này chúng ta mà ngày nào cũng vuốt vậy đó thì chân mày nó sẽ mọc thêm. Bạn gái nào mà chân mày nhiều quá thì có lẽ hơi sợ, nhưng mà bạn gái thì chân mày ít thì nó bước, nó mọc ra dài và nó bước, thì mình chịu khó tỉa là chút xíu, tỉa là chút xíu, nhưng mà nói chung là nó mướt, nó mướt hoặc không nhiều quá tốt chứ. Đó thì cái này rất lạ, không biết làm sao mà cho chân mày nó mọc ra. Nhưng mà trong diện chẩn có những cái đơn sơ mà nó làm ra những điều rất hay. Bây giờ soi dùng ánh mắt có đọc cái lỗi nhiều không? Bây giờ thì bắt đầu thầy làm nha, các bạn làm sao ha. Lần trước thầy ôn lại cho nên làm ơn nhớ giùm nha. Muốn mà học cái lớp này cho giỏi mà mau nhớ thì gõ 103 giữa trán nè. Mỗi tối mỗi sáng là mời gõ cho trí nhớ, tăng cường trí nhớ trí thông minh để học bài tiếp tu cho tốt. Gõ cho mười mấy lần, lấy bên đầu ngón tay giữa này nè, gõ chụp vô nè, 103, gõ 103 mình sẽ được học. Thì gõ nó mạnh nha, mười mấy 20 cái được rồi, tối gõ sáng gõ sẽ thấy trí nhớ tăng lên để mà học bài cho tốt. Giờ soi vòng quanh mắt nha, gõ từ giữa phải không? Các bạn muốn quay 10 lần cũng được, quay 20 lần cũng được. Quay 10 mở mắt nha, dễ mới làm vậy được. Người ta nói dễ nha, cơm sườn, thật ra cơm sườn nó có xương cũng không phải dễ lắm. Này dễ hơn cơm sườn. Quay thì đẹp nè.
Bây giờ hai chiều thiên nhiên khác nhau, nhưng mà thường là mình đổi chiều là kim mai mình nó sẽ xoắn lại. Vui gì đổi chiều. Mình giữ cái chuyện quấn chứ mình cho mình quẹo lại một cái là nó từ bàn dựng lên. Bàn dựng lên thì có chuyện nó đối chuyện ấy. Dũng về thì chống tá bón mà bạn dũng ngược lại tá bón hơn. Không muốn cái nào. Dũng cái gì cũng là bị tá bón nha. Cho nên một cái động tác đó là phải đi. Làm lộn cái là không được. Cuốn xuống là khác, cuốn lên là khác. Quay chiều này là khác là chống tá bón, quay ngược lại tá bón hơn. Này mày đi chống tá bón, quay ngược lại tá bón hơn. Thành ra là phải đi. Học viên chẳng là phải đi như lắm, tức là phải quan sát. Nó tinh tế, nó chưa là tinh tế. Cái mặt là tại sao người ta phụ nữ cứ săn sóc cái mặt, vì nó tinh tế, nó biểu hiện tâm hồn, sức khỏe của mình á, cá tính mình. Cho nên là nếu bạn trân trọng nó như ngọc như ngà đó, thì các bạn sẽ có sức khỏe và sẽ đẹp. Rồi nha, bây giờ tới gõ. Gõ là vậy, còn sao quay quay xong lại là người gõ giữa này nè. Gõ hai bên đều biết có việc mắt mà, cái việc kỹ mắt á. Còn mấy người kia mắt không? Tức là gõ chung quanh đó. Không có chung quanh, đây có bốn quyệt mà. Giữa này, quyệt bên đây, quyệt bên đây. Đầu mắt, đuôi mắt, giữa mắt, ở đây, mày đó. Bên đây. Còn làm đi. Gõ bằng đầu, ngón tay. Các bạn nghe lời thầy nói. Thầy dài để làm điều. Nói thì các bạn phải lắng nghe rõ cái gì lưỡi gõ. Cái này nó mới gõ. Thầy là dài. Gõ mình phải đầu đầu ngón tay, không đập vậy, không đập vậy. Đập nhẹ. Đầu ngón tay chứ. Nếu mình có chút ngón tay rồi thầy, chút móng. Học viên chẩn làm ơn nha. Ngón tay đi. Có chừa một cái thì chừa thôi, em chứ đừng nên mấy ngón mà mấy ngón rõ rồi đừng nên phải cắt để mà mình còn làm nữa chứ. Thấy chưa? Rồi trước mắt là sáng nào cũng phải đi so mặt với gõ này nè. Ví dụ bạn thấy mình móng giữa thì chắc chắn là phải cắt. Rồi mình phải gõ. Ngón giữa tại sao gõ ngón giữa, gõ mấy ngón khác. Ngón giữa nó to, nó cao nhất, nó mạnh nhất và nó to và nó cũng là điện mạnh nhất. Thầy đã thí nghiệm rồi. Khi dùng khí công mà bắn điện ra đó, để mà chữa bệnh cho người ta đó, thí nghiệm đó, thì cái tay mà ngón giữa là điện mà phát ra mạnh. Thầy đã dùng ngón giữa đó vậy. Bây giờ tới động tác thứ ba nè. Để hai bàn tay xoa khắp hai bên mặt, chừa mũi ra. Để hai tay giờ ra mặt ra. Động tác này để làm cho đẹp cái mặt mình, làm da mặt mình mịn màng ra đó, mà cũng đã lắm, cảm giác đã lắm nha. Sao là thấy đã rồi, sao thấy sướng rồi không? Làm da mặt nó mịn ra. Và vì cái mặt là toàn bộ cơ thể cho nên so đều như thế thì giống như mình so cơ thể mình đó, thấy giống như so hết cơ thể mình. Sao? Có luôn, do đi nắm luôn, nắm bụng luôn chứ. Nắm bụng, do đi nắm bụng luôn. Do đừng nhanh quá, cũng đừng chậm quá. Thưa thầy, cái động tác này có cần phải, trước khi xoa, cần phải xoa nắm tay không? Không, động tác này không cần. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái động tác thứ tư đó, là chà bờ môi trên và cằm mỗi bàn tay 5 lần. Bờ môi trên đó, và cằm, thì thầy làm để mà biết là chỉ để bàn tay thế này, chà qua chà lại. Thầy có đâu thì chà như đâu tỉnh tấm đầu nó không chà lại. Các bạn chà không có đâu mà chạy. Nên nhớ rằng là bàn tay mặt là thuộc dương, bàn tay trái thuộc âm. Thành ra hai bàn tay chà nó có cho ra điển lực khác nhau. Thì cho nên nếu bạn âm nhiều phải chào bằng tay mặt, bạn dương nhiều phải chào bằng tay trái, nó bớt nóng ha. Chào qua chào lợi thì nó ma sát, nó sẽ nóng cái vùng này. Chào tới khi nóng thì dừng. Thì ít lợi này thì ít lợi cái gì đây? Cái vùng này á, theo đồ hình thầy tìm ra ấy, thì là nó liên quan đến cái đường ruột.
các bạn xem cái đường hình mà